Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Diễm từ của Tổng thống Joe Biden gửi người dân Hoa Kỳ ngày thứ Tư 24 tháng 7. Hôm thứ Tư 24 tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã có diễn từ sau gửi người dân Hoa Kỳ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Những người các bạn Mỹ của tôi, tối nay tôi sẽ nói chuyện với các bạn từ phía sau bàn kiên quyết trong phòng bầu dục, trong không gian thiêng liêng này. Xung quanh tôi là những bức chân dung của những vị Tổng thống Mỹ phi thường. Thomas Jefferson đã viết những lời bất hủ dẫn đường cho đất nước này. George Washington đã cho chúng ta thấy Tổng thống không phải là vua. Abraham Lincoln đã cầu xin chúng ta từ bỏ ác ý. Franklin Roosevelt đã truyền cảm hứng cho chúng ta từ bỏ nỗi sợ hãi. Tôi yêu quý chức vụ này, nhưng tôi yêu đất nước của mình hơn. Được làm Tổng thống của các bạn đã là vinh dự của đời tôi, nhưng trong việc bảo vệ nền dân chủ đang bị đe dọa, tôi nghĩ nó quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào. Tôi được tiếp thêm sức mạnh và tìm thấy niềm vui khi làm việc cho người dân Mỹ. Nhưng nhiệm vụ thiêng liêng nhằm hoàn thiện sự kết hợp của chúng ta không phải là về tôi mà là về các bạn, gia đình của các bạn, tương lai của các bạn. Đó là từ chúng ta, con người, và chúng ta không bao giờ có thể quên điều đó. Và tôi chưa bao giờ quên. Tôi đã nói rõ rằng tôi tin nước Mỹ đang ở thời điểm chuyển biến, vào những khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sử, khi những quyết định mà chúng ta đưa ra hiện nay quyết định số phận của đất nước chúng ta và thế giới trong nhiều thập niên tới. Đó là về chúng ta, con người, và chúng ta không bao giờ có thể quên điều đó. Và tôi chưa bao giờ quên. Tôi đã nói rõ rằng tôi tin nước Mỹ đang ở thời điểm chuyển biến, vào những khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sử, khi những quyết định mà chúng ta đưa ra hiện nay quyết định số phận của đất nước chúng ta và thế giới trong nhiều thập niên tới. Nước Mỹ sẽ phải lựa chọn giữa tiến lên hoặc lùi lại, giữa hy vọng và thù hận, giữa đoàn kết và chia rẽ. Chúng ta phải quyết định. Chúng ta có còn tin vào sự trung thực, nghiêm chỉnh, tôn trọng, tự do, công lý và dân chủ hay không? Trong thời điểm này, chúng ta có thể coi những người mà chúng ta không đồng ý không phải là đối phương, mà ý tôi là những người đồng hương Mỹ. Chúng ta có thể làm điều đó không? Liệu nhân vật trong cuộc sống công cộng vẫn còn quan trọng hay không? Tôi tin rằng các bạn biết câu trả lời cho những câu hỏi này, bởi vì tôi biết người dân Mỹ và tôi biết điều này. Chúng ta là một quốc gia vĩ đại bởi vì chúng ta là những người tốt. Khi các bạn bầu tôi vào chức vụ này, tôi đã hứa sẽ luôn ngang hàng với các bạn, nói cho các bạn biết sự thật. Và sự thật, sự nghiệp thiêng liêng của đất nước này lớn hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Những người trong chúng ta đã yêu quý nó rất nhiều. Nguyên nhân của chính nền dân chủ Mỹ, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ nó. Trong những tuần gần đây, tôi thấy rõ rằng tôi cần phải đoàn kết với đảng của mình trong nỗ lực quan trọng này. Tôi tin rằng thành tích của tôi trên cương vị Tổng thống, khả năng lãnh đạo của tôi trên thế giới, tầm nhìn của tôi về tương lai nước Mỹ, tất cả đều xứng đáng có được nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng không có gì có thể cản trở được nền dân chủ của chúng ta. Điều đó bao gồm cả tham vọng cá nhân. Vì vậy, tôi đã quyết định cách tốt nhất để tiến tới là truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta. Tôi biết đã có những lúc và những nơi cần phải dành cho những người nhiều năm kinh nghiệm trong đời sống công cộng. Tuy nhiên, cũng có lúc và không gian cho những tiếng nói mới. Những tiếng nói trẻ hơn. Và thời gian và địa điểm đó là bây giờ. Trong 6 tháng tới, tôi sẽ tập trung thực hiện công việc của mình với tư cách là Tổng thống. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục giảm chi phí cho những gia đình lao động chăm chỉ, phát triển nền kinh tế của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền tự do cá nhân và quyền công dân của chúng ta, từ quyền bầu cử đến quyền lựa chọn. Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi loại bỏ sự căm ghét và chủ nghĩa cực đoan, nói rõ rằng không có nơi nào ở Mỹ dành cho bạo lực chính trị hoặc bất kỳ bạo lực nào. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng để bảo vệ con cái chúng ta khỏi bạo lực súng ống, hành tinh của chúng ta khỏi khủng hoảng khí hậu như một mối đe dọa hiện hữu.
tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì cancer moonshot của mình. Để chúng ta có thể chấm dứt căn bệnh ung thư như chúng ta đã biết, vì chúng ta có thể làm được điều đó. Tôi sẽ kêu gọi cải cách tòa án tối cao vì điều này rất quan trọng đối với nền dân chủ của chúng ta. Cải cách tòa án tối cao. Các bạn biết đấy, tôi sẽ tiếp tục làm việc để bảo đảm người Mỹ vẫn mạnh mẽ, an toàn và là quốc gia dẫn đầu thế giới thứ hai. Tôi là Tổng thống đầu tiên của thế kỷ này báo cáo với người dân Mỹ rằng Hoa Kỳ không có chiến tranh ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng ta sẽ tiếp tục tập hợp một liên minh gồm các quốc gia kiêu hãnh để ngăn Putin tiếp quản Ukraine và gây thêm thiệt hại. Chúng ta sẽ giữ cho NATO mạnh mẽ hơn và tôi sẽ làm cho tổ chức này trở nên hùng mạnh và đoàn kết hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục làm điều tương tự cho các đồng minh của chúng ta ở Thái Bình Dương. Các bạn biết đấy, khi tôi đến văn phòng, suy nghĩ thông thường là Trung Quốc chắc chắn sẽ vượt qua Hoa Kỳ. Điều đó không còn đúng nữa, và tôi sẽ tiếp tục làm việc để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, đưa tất cả con tin về nhà và mang lại hòa bình, an ninh cho Trung Đông và chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi cũng đang làm việc suốt ngày đêm để đưa những người Mỹ đang bị giam giữ bất công trên khắp thế giới về nhà. Các bạn biết đấy, chúng ta đã tiến xa kể từ khi tôi nhậm chức. Vào ngày hôm đó, tôi đã nói với các bạn, khi tôi đứng trong mùa đông năm đó, chúng ta đang đứng trong một mùa đông đầy nguy hiểm và mùa đông của những khả năng. Nguy hiểm và khả năng. Chúng ta ở trong nhóm có đại dịch tồi tệ nhất thế kỷ. Cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái. Cuộc tấn công tồi tệ nhất vào nền dân chủ của chúng ta kể từ nội chiến. Chúng ta đến với nhau với tư cách là người Mỹ. Chúng ta đã vượt qua nó. Chúng ta nổi lên mạnh mẽ hơn, thịnh vượng hơn và an toàn hơn. Ngày nay, chúng ta có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, tạo ra gần 16 triệu việc làm mới, một kỷ lục. Tiền lương tăng, lạm phát tiếp tục giảm. Khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc ở mức thấp nhất trong 20 năm. Theo đúng nghĩa đen, chúng ta đang xây dựng lại toàn bộ đất nước của mình. Các cộng đồng thành thị, ngoại ô, nông thôn và bộ lạc. Sản xuất đã quay trở lại Mỹ. Chúng ta đang dẫn đầu thế giới một lần nữa về chip, khoa học và đổi mới. Cuối cùng chúng ta đã đánh bại Big Pharma sau ngần ấy năm để giảm chi phí thuốc theo toa cho người cao tuổi. Và tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo đảm chúng ta giảm chi phí cho mọi người, không chỉ người cao niên. Ngày nay ở Mỹ có nhiều người được chăm sóc sức khỏe hơn bao giờ hết. Tôi đã ký một trong những đạo luật quan trọng nhất giúp đỡ hàng triệu cựu chiến binh và gia đình họ bị nhiễm chất độc hại. Các bạn biết đấy, luật khí hậu quan trọng nhất từ trước đến nay trong lịch sử thế giới, luật an toàn súng lớn đầu tiên trong 30 năm. Và ngày nay, tỷ lệ tội phạm bạo lực đang ở mức thấp nhất trong 50 năm. Chúng tôi cũng đang bảo vệ biên giới của mình. Các cửa khẩu biên giới ngày nay thấp hơn so với khi chính quyền trước đó rời nhiệm sở. Tôi đã giữ cam kết bổ nhiệm người phụ nữ da đen đầu tiên vào tòa án tối cao Hoa Kỳ. Tôi cũng giữ cam kết có một chính quyền giống như nước Mỹ và trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ. Đó là những gì tôi đã làm. Tôi tranh cử tổng thống 4 năm trước vì tôi tin và vẫn tin rằng linh hồn của nước Mỹ đang bị đe dọa. Bản chất của chúng ta đang bị đe dọa. Chuyện đó vẫn vậy. Nước Mỹ là một ý tưởng mạnh mẽ hơn bất kỳ đội quân nào, lớn hơn bất kỳ đại dương nào, mạnh mẽ hơn bất kỳ nhà độc tài hay bạo chúa nào. Đó là ý tưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử thế giới. Ý tưởng đó là chúng ta coi những sự thật này là hiển nhiên. Tất cả chúng ta đều sinh ra bình đẳng, được tạo hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta chưa bao giờ hoàn toàn tuân thủ ý tưởng thiêng liêng này. Nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ từ bỏ nó. Và tôi không tin người dân Mỹ sẽ từ bỏ nó lúc này. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, người dân Mỹ sẽ lựa chọn hướng đi cho tương lai của nước Mỹ. Tôi đã lựa chọn. Tôi đã bày tỏ quan điểm của mình. Tôi muốn cảm ơn Phó Tổng thống tuyệt vời của chúng ta, Kamala Harris. Cô ấy có kinh nghiệm. Cô ấy cứng rắn. Cô ấy có năng lực. Cô ấy là một đối tác đáng kinh ngạc đối với tôi và là một nhà lãnh đạo cho đất nước chúng ta. Bây giờ sự lựa chọn là tùy thuộc vào các bạn, những người dân Mỹ. Khi các bạn đưa ra lựa chọn đó, hãy nhớ những lời của Benjamin Franklin treo trên tường của tôi ở phòng bầu dục.
cùng với tượng bán thân của tiến sĩ King và Rosa Parks và Cesar Chavez. Khi Ben Franklin được hỏi, khi ông bước ra khỏi đại hội đang diễn ra, liệu những người sáng lập đã trao cho nước Mỹ một chế độ quân chủ hay một nền cộng hòa? Câu trả lời của Franklin là một nền cộng hòa nếu các bạn có thể giữ được nó. Một nền cộng hòa nếu các bạn có thể giữ nó. Liệu chúng ta có giữ được nền cộng hòa của mình hay không hiện đang nằm trong tay các bạn. Hỡi đồng bào Mỹ của tôi, đó là đặc ân của cuộc đời tôi khi được phục vụ đất nước này trong hơn 50 năm. Không nơi nào khác trên trái đất có thể có một đứa trẻ mắc chứng nói lắp có khởi đầu khiêm tốn ở Scranton, PA và ở Claymont, Dell. Một ngày nào đó, ngồi sau bàn kiên quyết trong phòng bầu dục với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng tôi đang ở đây. Đó là điều đặc biệt ở nước Mỹ. Chúng ta là một quốc gia đầy hứa hẹn và tiềm năng dành cho những người mơ mộng và những người làm việc. Một quốc gia đầy hứa hẹn của những người Mỹ bình thường đang làm những điều phi thường. Tôi đã cống hiến trái tim và tâm hồn của mình cho đất nước chúng ta, giống như rất nhiều người khác. Và tôi đã được ban phước hàng triệu lần nhờ tình yêu và sự ủng hộ của người dân Mỹ. Tôi hy vọng các bạn biết rằng tôi biết ơn tất cả các bạn như thế nào. Điều tuyệt vời ở nước Mỹ là ở đây, các vị vua và những kẻ độc tài không cai trị. Người dân cai trị. Lịch sử nằm trong tay các bạn. Quyền lực nằm trong tay các bạn. Ý tưởng về nước Mỹ nằm trong tay các bạn. Các bạn chỉ cần giữ vững niềm tin. Hãy giữ vững niềm tin và nhớ rằng chúng ta là ai. Chúng ta là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và đơn giản là không có gì. Không có gì vượt quá khả năng của chúng ta khi chúng ta cùng nhau làm điều đó. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau hành động, bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Xin Chúa phù hộ cho tất cả các bạn và xin Chúa bảo vệ quân đội của chúng ta. Cảm ơn. Các báo cáo của Nga cho biết vụ đánh bom xe bí ẩn ở mặt tư khoa cố ý nhắm vào quan chức quân sự hàng đầu. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Mystery Car Bomb Attack in Moscow Targeted Top Military Official Reports. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ của phần trình bày của Lan Vy. Khoảng 10 giờ sáng thứ Tư 24 tháng 7, Arina Volk, phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Nga cho biết một chiếc Toyota Land Cruiser tại một bãi đậu xe trên phố Sinyavinskaya ở mặt Tư Khoa đã bị nổ tung sau khi một chất nổ không xác định phát nổ. Các phương tiện truyền thông Nga nhanh chóng chỉ ra biệt kích Ukraine đứng sau vụ đặt bom và cho biết một sĩ quan tình báo quân sự hàng đầu của Nga được cho là đã trở thành mục tiêu trong một vụ đánh bom xe ở mặt Tư Khoa. Nhiều hãng tin Nga, bao gồm cả tờ Kommersant của Nga, là tờ báo tự hào có nguồn tin trực tiếp từ Bộ Nội vụ Nga đưa tin rằng chiếc xe chở Andrei Togashov, 49 tuổi, một sĩ quan của Tổng cục Tình báo, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga gọi tắt là GRU và vợ ông. Sau khi vụ nổ xảy ra, cả hai phải vào bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Kênh Extra Telegram, một dự án do các nhà báo độc lập của Nga điều hành cho biết, chân của Togashov đã bị thổi bay, đồng thời khẳng định ông giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Liên lạc Vệ tinh thuộc đơn vị quân đội 33790 của Nga có trụ sở tại mặt tư khoa. Để tăng thêm phần giật gân, Kommersant đã báo cáo rằng thiết bị nổ sử dụng một lượng thuốc nổ tương đương cả nửa kg TNT và cho rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích, trích dẫn các nguồn giấu tên. Tờ báo còn mạnh miệng chỉ trích nạn nhân là một sĩ quan mà không biết hai chữ cẩn thận viết ra làm sao. Mặc dù thực tế ông ta là thiếu tá 49 tuổi, đang phục vụ trong cơ quan tình báo quân sự và phụ trách liên lạc an toàn, nhưng thông tin chi tiết của ông ta đã được công bố trực tuyến rất lâu trước vụ ám sát. Điều này có thể đã giúp những kẻ tấn công lựa chọn nạn nhân. Nhưng sau vài giờ sau, tờ Kommersant cho biết Togashov đã gọi điện thoại đến tòa báo cực lực phản đối và phủ nhận việc ông ta bị thương trong một vụ nổ xe hơi. Togashov cũng nói với hãng thông tấn nhà nước Nga RI Novosti rằng tất nhiên đây hoàn toàn là giả mạo, một sự giả mạo hoàn toàn, vụ nổ này không liên quan gì đến tôi. Tờ Kommersant chống chế bằng cách cho rằng nạn nhân là một người có cùng họ.
theo một nguồn tin thực thi pháp luật được RIA Novosti trích dẫn. Cơ quan an ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB đang xem xét khả năng vụ nổ là một vụ ám sát liên quan đến hoạt động nghề nghiệp. Một vụ án đã được mở theo Điều 30 và 105 Bộ Luật Hình sự Nga, tội cố ý giết người. Như vụ án này có thể được phân loại thành một vụ tấn công khủng bố, Kommersant đưa tin. Kommersant cũng cho biết chính quyền Nga đang xem xét khả năng có sự tham gia của các cơ quan đặc biệt của Ukraine. Theo Agent Stove, một trang điều tra độc lập của Nga, Ukraine đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ. Thật vậy, Kyiv đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói với truyền thông độc lập Nga, ông tin rằng có trục trặc với thiết bị gas trong xe, nhưng theo thói quen các cơ quan an ninh Nga lại ngay lập tức đổ lỗi cho Ukraine. Tưởng cũng nên nhắc lại là hai nhân vật nổi tiếng của Nga đã chết một cách bí ẩn trong vòng 2 ngày. Một doanh nhân và một quan chức chính phủ có liên hệ với Timur Ivanov, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu, người đã bị bắt vào tháng 4 vì tội nhận hối lộ. Kyiv xác nhận chiếc phà Nga bị hư hỏng nghiêm trọng trong vụ tấn công Crimea. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine War Letters. Kyiv confirms Russian ferry seriously damaged in attack on Crimea. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm thứ Tư 24 tháng 7, phát ngôn nhân Cục Tình báo Quân đội Ukraine Đại úy Andriy Yuso cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea vào rạng sáng thứ Ba 23 tháng 7 đã khiến một chiếc phà được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự bị hư hỏng nghiêm trọng. Nga trước đó tuyên bố lực lượng của họ đã bắn hạ 21 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trên Crimea và Hắc Hải vào đầu ngày 23 tháng 7. Trong khi các kênh Telegram địa phương đưa tin về các vụ nổ long trời trên bán đảo, Thống đốc khu vực Veniamin Kondratiev tuyên bố rằng các máy bay điều khiển từ xa đã tấn công con tàu tại cảng Kakas nằm ở eo biển Kursk, ngăn cách bán đảo Crimea với Krasnodar Krai của Nga. Theo Kondratiev, một người đã thiệt mạng và có những người bị thương trong vụ tấn công. Giao thông được cho là đã bị dừng trên cầu Kursk nối đất liền Nga với Crimea bị tạm chiếm, Astra đưa tin. Đại úy Yuso đã xác định chiếc phà này là phà hỏa xa Slyanin. Trước đây, xe lửa đi từ Nga sang bán đảo Crimea và ngược lại di chuyển trên hai tuyến hỏa xa trên cầu Kerch. Tuy nhiên, các cấu trúc trên cầu đã bị hư hại nặng sau các cuộc tấn công của quân Ukraine và người Nga lo ngại cầu Kerch có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Vì thế, người Nga sử dụng các chiếc phà hỏa xa để chuyên chở các toa xe lửa. Sau đó, chúng sẽ được kết nối với đoạn đường ray trên bán đảo Crimea hay phía Krasnodar. Đại úy Yuso khẳng định, quân xâm lược Nga đã sử dụng chiếc phà này để vận chuyển các toa xe lửa, xe cơ giới và container cho mục đích quân sự. Đại úy Yuso nhấn mạnh rằng, Slavyanin là chuyến phà hỏa xa thứ ba và cuối cùng mà Liên bang Nga có trong khu vực bán đảo Crimea. Tuyến phà tiêu biểu cho kết nối hậu cần quan trọng giữa bán đảo bị tạm chiếm và đất liền Nga đã bị tấn công nhiều lần vào cuối tháng 5 bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Ukraine. Cảnh sát báo cáo rằng Thomas Matthew Crooks được xác nhận là nghi phạm trước vụ nổ súng nhắm vào cựu Tổng thống Trump. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề, Thomas Matthew Crooks identified as suspicious before Trump shooting police. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ của phần trình bày của Lan Vy. Tay súng cố gắng ám sát cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử đã được cảnh sát xác định là đáng ngờ trước khi hắn trèo lên mái nhà và nổ súng. Ủy viên cảnh sát tiểu bang Pennsylvania đã cho biết như trên trong phiên điều trần hôm thứ Ba 23 tháng 7. Đại tá cảnh sát tiểu bang Pennsylvania Christopher Paris phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện trong phiên điều trần rằng cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã phát hiện Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, có hành động đáng ngờ bên ngoài cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7.
Đại tá Paris nói, tôi hiểu rằng anh ta đang đi lanh quanh và anh ta nổi bật với họ bởi vì anh ta chưa bao giờ tìm đường đến địa điểm xảy ra cuộc vận động tranh cử. Paris cho biết những nghi ngờ đó càng tăng lên khi anh ta bị phát hiện mang theo máy đo khoảng cách, một thiết bị nhỏ giống như ống nhòm dùng để đo khoảng cách từ người nhìn đến mục tiêu. Vụ nổ súng ngày 13 tháng 7 khiến ông Trump bị thương ở tai. Một người tham gia cuộc biểu tình thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trước khi Crooks bị mật vụ bắn chết. Paris cho biết hai viên chức cảnh sát của đơn vị dịch vụ khẩn cấp quận Butler đóng quân ở cửa sổ tầng 2 trong khu phức hợp tòa nhà nơi tay súng khai hỏa đã rời vị trí của họ để đi tìm Crooks trước khi nổ súng cùng với các viên chức cảnh sát khác. Đại tá Paris nói rằng ông ta không biết liệu hai viên chức cảnh sát này có thể nhìn thấy Crooks đang trèo lên nóc tòa nhà liền kề hay không nếu họ vẫn đứng ở cửa sổ. Những tiết lộ này được đưa ra khi sở mật vụ tiếp tục phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về những sai sót an ninh đã cho phép Crooks đến gần cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Kimberly Cheadle, giám đốc sở mật vụ đã từ chức hôm thứ Ba, một ngày sau khi bà bị hạch hỏi hàng nhiều giờ trước Ủy ban Giám sát Hạ viện. Phản ứng của bà trong phiên điều trần đã làm dấy lên sự phẫn nộ từ cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Cheadle tuyên bố từ chức trong một email gửi nhân viên Associated Press đưa tin. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sai sót an ninh, email cho biết. Trước những sự kiện gần đây với trái tim nặng trĩu, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là từ chức giám đốc của các bạn. Sau khi Cheadle từ chức, ông Trump đã đăng lên trên nền tảng Truth Social của mình. Chính quyền Tổng thống Biden-Harris đã không bảo vệ tôi đúng cách và tôi buộc phải nhận một viên đạn vì Đảng Dân Chủ. Đó là vinh dự lớn nhất của tôi được làm như vậy. Trong một tuyên bố, Tổng thống Joe Biden cảm ơn Cheadle vì sự phục vụ của cô. Ông nói, là một nhà lãnh đạo cần có danh dự, lòng dũng cảm và sự liêm chính đáng kinh ngạc để chịu trách nhiệm hoàn toàn cho một tổ chức được giao một trong những công việc thách thức nhất trong dịch vụ công. Ông nói thêm rằng, một cuộc đánh giá độc lập mà ông yêu cầu về vấn đề an ninh tại cuộc vận động tranh cử đang diễn ra. Tất cả chúng ta đều biết những gì đã xảy ra ngày hôm đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Tổng thống Biden nói. Nhật Bản và các đồng minh NATO triển khai sức mạnh không quân ở sườn phía đông của Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tương trình nhan đề Japan and NATO allies flex air power on Russia's eastern flank. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Với mối đe dọa chung từ Nga, NATO và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quân sự khi nhiều lực lượng không quân Âu Châu triển khai tại quốc gia Đông Bắc Á này vào mùa hè năm nay. Theo lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, một loạt cuộc tập trận đã bắt đầu vào thứ Sáu và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 8. Các quốc gia Âu Châu tham gia là Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Các thành viên NATO và Nhật Bản là đồng minh an ninh của Hoa Kỳ. Nhật Bản là đối tác của NATO ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, khi liên minh này mở rộng vai trò trong khu vực. Tokyo đã cam kết hỗ trợ Ukraine kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga 2 năm trước, cung cấp các gói hỗ trợ cho Kyiv. Trong khi Nga tấn công một quốc gia có chủ quyền ở Âu Châu, thì tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản ở vùng viễn đông của Nga vẫn chưa được giải quyết. Quần đảo Nam Korea được Nhật Bản tuyên bố là lãnh thổ phía Bắc, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Mạc Tư Khoa. Trong công hàm phản đối gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản ở Mạc Tư Khoa vào ngày 28 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố quyết định của Tokyo tiến hành các hoạt động quân sự với NATO ngoài khơi vùng viễn đông của Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo các lực lượng vũ trang Đức, các máy bay của Pháp, Đức và Tây Ban Nha đang được triển khai trên bầu trời Thái Bình Dương ở 24 khu vực. Một cuộc tập trận huấn luyện chiến thuật kéo dài 2 ngày với sự tham gia của lực lượng không quân Pháp và Nhật Bản đã bắt đầu vào hôm thứ Sáu. Pháp đã triển khai 4 chiến đấu cơ Rafale và 6 máy bay hỗ trợ tới căn cứ không quân Hyakuri gần Tokyo, trong khi 2 chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản cũng tham gia. Đồng thời, phân đội gồm 12 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon và 10 máy bay hỗ trợ của không quân Đức và Tây Ban Nha đã thực hiện cuộc tập trận 3 bên với 4 chiến đấu cơ F-15 Eagle của Nhật Bản. Cuộc tập trận được tổ chức tại Chitose,
một căn cứ quan trọng ở miền Bắc Nhật Bản, nơi biên giới trên biển của nước này được giám sát cẩn thận. Trong khu vực nơi các tàu chiến Nga đi qua các tuyến đường thủy gần đó bao gồm eo biển Soya, còn được gọi là eo biển là Peros. Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày mang tên Nippon Skies đã bắt đầu vào thứ Hai tại Chitos với sự tham gia của các máy bay F-15 Eagle của Nhật Bản, 3 máy bay Typhoon của Đức và 3 máy bay hỗ trợ của Đức. Lực lượng không quân Ý sẽ triển khai 4 máy bay tàng hình F-35A Lightning II và 4 máy bay Eurofighter Typhoon, cũng như 3 máy bay hỗ trợ trong cuộc tập trận kéo dài 3 ngày mang tên Rising Sun 24, bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. 4 chiếc F-35A Lightning II cũng được tham gia trong cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Misawa, một cơ sở lớn được quân đội Mỹ và Nhật Bản chia sẻ ở phía bắc đảo chính Honshu của Nhật Bản. Sau thời gian lưu trú tại Nhật Bản, máy bay và quân nhân Âu Châu sẽ tới Hawaii và Australia để tham gia hai cuộc tập trận đa quốc gia lớn, cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn đầu và cuộc tập trận Pitch Black do Không quân Hoàng gia Úc tổ chức. Trung tướng Ingo Gerhardt, tư lệnh Không quân Đức cho biết, cuộc huấn luyện chung sẽ nâng cao năng lực của các đối tác an ninh của Đức ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và chứng minh rằng họ có thể thực thi các nguyên tắc của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong trường hợp khẩn cấp. Quân đội Nhật Bản cho biết, việc huấn luyện với lực lượng NATO nhằm mục đích hiện thực hóa một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Trung Quốc gần như là đồng minh của Điện Cẩm Linh, đồng thời cũng có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, đã phản ứng rằng Tokyo không nên dẫn đầu việc NATO mở rộng sang Á Châu, Thái Bình Dương. Trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Bắc Kinh hôm thứ Ba 23 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, NATO là vết tích của chiến tranh lạnh nhưng vẫn tiếp tục thổi phồng căng thẳng khu vực, kích động đối đầu giữa các khối và tạo cớ để can dự với các nước Á Châu, Thái Bình Dương. Nga đang cố gắng đột phá về phía Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, quân đội cho biết. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm thứ Tư 24 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Olesy Rovmov cho biết, các lực lượng Nga đang cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Donetsk về phía các thị trấn Pokrovsk và Kurahov. Mọi nỗ lực tiến quân của Nga đều gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Khu vực gần Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk đã trở thành khu vực nóng nhất trên mặt trận khi các lực lượng Nga dành nguồn lực đáng kể để đột phá về phía trung tâm hậu cần quan trọng này. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksiy Syrsky hồi đầu tuần cho biết Nga vẫn tiếp tục tiến tới mục tiêu này bất chấp tổn thất nặng nề. Tính đến sáng nay, theo hướng Pokrovsk, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi 41 cuộc tấn công của đối phương ở các khu vực gần Pokrovsk. Ông nói thêm, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục khi Nga tìm cách đánh bật các đơn vị Ukraine bằng các cuộc tấn công trên bộ và pháo kích dữ dội. Quân đội Mặc Tư Khoa cũng được cho là đang cố gắng phát triển một cuộc tấn công về phía Tây, các thành phố bị tạm chiếm và bỏ hoang Adivka và Marinka để tiến tới Pokrovsk và Kurahov. Nga chiếm được Marinka vào tháng 12 năm 2023. Và Adivka hai tháng sau đó, sau khi cả hai thành phố này phần lớn bị phá hủy trong các trận chiến nặng nề. Chuẩn tướng Oleksiy Rovmov nhấn mạnh rằng, Nga đã tung rất nhiều lực lượng vào việc đánh chiếm làng Ochetin, để họ có thể lao tới xa lộ Pokrovsk-Kotiennivka, từ đó nhằm chiếm giữ tuyến đường quan trọng này. Theo phát ngôn nhân, trong ngày qua, chỉ riêng hướng này, Nga có 329 binh sĩ thiệt mạng và bị thương và mất 14 đơn vị thiết bị. Trong đó có một máy bay tấn công Su-25 và một xe tăng. Ông cho biết thêm, một chiếc xe tăng khác và 6 khẩu pháo bị hư hại nặng nề. Slovakia nhận những chiếc F-16 đầu tiên thay thế cho những chiếc MiG-29 tặng Ukraine. Hai chiến đấu cơ F-16 mới đã đến Slovakia vào ngày 22 tháng 7, chiếc đầu tiên trong số 14 chiếc sẽ thay thế các máy bay thời Liên Xô tặng cho Ukraine. Slovakia đã cung cấp cho Ukraine 13 chiến đấu cơ MiG-29 kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga
vì chúng không thể sử dụng được cho nhu cầu phòng thủ của nước này, nhưng vẫn có hiệu quả đối với các phi công của Kyiv. Lockheed Martin, công ty sản xuất máy bay phản lực, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng 12 chiếc F-16 khác sẽ có mặt ở nước này vào cuối năm nay. Slovakia đã ký hợp đồng mua 14 chiếc máy bay vào năm 2018, nhưng việc giao hàng bị trì hoãn do đại dịch COVID. Lập trường của Slovakia đối với Ukraine đã thay đổi đáng kể sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2023. Chính phủ mới của Thủ tướng Robert Fico theo đường lối xã hội chủ nghĩa tuyên bố sẽ không gửi vũ khí cho Ukraine từ kho quân sự của mình nữa, mặc dù vẫn cho phép bán vũ khí thương mại. Trong một dấu hiệu rõ ràng của sự thay đổi, tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia đã cáo buộc người tiền nhiệm của ông là phản quốc vì đã gửi chiến đấu cơ tới Ukraine và tuyên bố ông đã nộp đơn khiếu nại hình sự về vấn đề này. Robert Kalinas nói trong bình luận được hãng tin Aeroslas của Tiệp đưa tin, việc làm suy yếu các lực lượng vũ trang theo cách này trái với hiến pháp không thể được mô tả trong từ điển chính trị của chúng tôi như bất kỳ điều gì khác ngoài tội phản quốc. Tôi không biết hành vi đó có cấu thành tội phạm hay không, nhưng anh ta là người đã phản bội các giá trị dân tộc. Kalinas đang nhắm vào người tiền nhiệm của mình, Yaroslav Nat. Nat đáp lại cáo buộc của Kalinas vào ngày 12 tháng 6, nói rằng mọi cân nhắc về mặt pháp lý đã được tính đến trước khi ký thỏa thuận bàn giao chiến đấu cơ. Ông nói, trên cơ sở đó, chính phủ đã đưa ra quyết định với tư cách là một cơ quan tập thể và chấp thuận việc ký kết một thỏa thuận quốc tế là điều mà họ có quyền thực hiện. Ông nói thêm rằng, một báo cáo tội phạm tương tự khác liên quan đến việc chuyển giao MiG-29 đã bị loại hoàn toàn. Trong khi chính phủ Slovakia tỏ rõ thái độ coi thường việc hỗ trợ cho Ukraine, một số người dân nước này đã tự mình giải quyết vấn đề và phát động một đợt gây quỹ để mua đạn pháo cho Kyiv. Công dân Slovakia bắt đầu chiến dịch đạn dược cho Ukraine vào ngày 16 tháng 4 để gây quỹ bổ sung cho sáng kiến do Tiệp dẫn đầu nhằm mua sắm đạn pháo trên khắp thế giới sau khi chính phủ Slovakia từ chối tham gia. Trong vòng chưa đầy một tháng, hơn 65.000 người đã quyên góp 4 triệu euro hay 4,3 triệu Mỹ Kim, trong đó có một nhà tài trợ đã quyên góp số tiền 100.000 euro hay 107.000 Mỹ Kim. Nguồn tin cho biết tình báo quân sự Ukraine đứng sau vụ tấn công mạng và các ngân hàng Nga. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Tư 24 tháng 7, phát ngôn nhân Cục Tình báo Quân đội Ukraine gọi tắt là SBU, Đại úy Andriy Yusov cho biết SBU chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công mạng khiến nhiều lĩnh vực ở Nga phải ngừng hoạt động. Trước đó trong ngày, truyền thông Nga đưa tin về tình trạng ngừng hoạt động của một số ngân hàng hàng đầu, bao gồm Raiffeisen, Gazprom Bank, Rosselkov Bank và Rosbank. Hiện tượng ngừng hoạt động cũng xảy ra trên các mạng xã hội, hệ thống thanh toán trên phương tiện giao thông công cộng và một số hãng hàng không. Cơ quan báo chí của Rosselkov Bank xác nhận với Interfax Russia rằng họ đã phải hứng chịu một cuộc tấn công từ chối dịch vụ gọi tắt là DDoS. Phần 8 làm gián đoạn các dịch vụ trực tuyến của mình. Trong khi Rosbank và các công ty khác cho biết họ đang nỗ lực khôi phục khả năng tiếp cận. Đại úy Yusov cho rằng các cuộc tấn công đang diễn ra và còn lâu mới hoàn thành. SBU được cho là đã thực hiện một số cuộc tấn công mạng trong những tháng gần đây. Đầu tháng 7, cơ quan này đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công mạng nhằm vào gần 100 trang web của Nga ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Điện Cẩm Linh. Cuộc tấn công đã khiến các trang web ngoại tiếng và thay thế trang chủ của họ bằng hình ảnh đầu heo đầy máu. Một nguồn tin tình báo quân sự nói với Kyiv Independent rằng một cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào cuối tháng 6 đã khiến ít nhất 250.000 người tiêu dùng ở Crimea bị tạm chiếm và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát khác không thể liên lạc được. Cuộc tấn công vào tháng 6 được cho là đã ảnh hưởng đến cả mạng lưới người tiêu dùng và mạng lưới các nhà khai thác sử dụng cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng trên các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm. Một nguồn tin tình báo quân sự cho biết
đại diện các nhà cung cấp của Nga gọi là đây là cuộc tấn công DDoS mạnh mẽ nhất mà họ từng trải qua. Tờ Kyiv Independent không thể xác minh những tuyên bố về trách nhiệm của cơ quan này trong các cuộc tấn công mạng này. Đô đốc hàng đầu của Anh nhận định Ukraine buộc hạm đội hắc hải của Nga phải khuất phục. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine brought Russian Black Sea Fleet to heel. Top UK Admiral. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ukraine đã khiến lực lượng hải quân của Nga ở Hắc Hải phải chịu khuất phục, một đô đốc hàng đầu của Anh cho biết, khi Kyiv liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở và tàu của Mạc Tư Khoa xung quanh Crimea. Đô đốc Sir Tony Radakin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cho biết, trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến Ukraine, một quốc gia hầu như không có lực lượng hải quân, đã buộc hạm đội Hắc Hải của Nga phải khuất phục khi đối mặt với sự kết hợp giữa máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn tầm xa. Nhà lãnh đạo lực lượng vũ trang Vương quốc Anh đưa ra lập trường trên hôm thứ Ba 23 tháng 7 tại Hội nghị Chiến tranh trên bộ của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, gọi tắt là RUSI. Hải quân Ukraine không có tàu chiến lớn nào, nhưng đã hợp tác cùng với các chi nhánh khác của cơ quan an ninh và quân sự của Kyiv để đe dọa hạm đội hắc hải của Nga. Ukraine đã sử dụng hiệu quả các thuyền điều khiển từ xa cải tiến của hải quân, máy bay điều khiển từ xa và các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn nhằm vào các tàu và cơ sở quan trọng, một phần trên bán đảo Crimea sáp nhập mà Mạc Tư Khoa đã kiểm soát trong một thập niên, và tại căn cứ Novorossiysk ở lục địa Nga. Kyiv cho biết họ đã thành công trong việc tiêu diệt một tàu ngầm lớp kilo của Nga ở Crimea, cùng một số tàu đổ bộ và các tàu khác như tàu chiến Cyclon được trang bị hỏa tiễn hồi tháng 5. Nga được cho là đã di chuyển nhiều tài sản quan trọng của mình từ căn cứ chính ở thành phố Sevastopol phía nam Crimea đến Novorossiysk, cách xa tầm với của Ukraine. Tuy nhiên, họ lại phải cấp tốc di chuyển xa hơn vì thuyền điều khiển từ xa của Ukraine vẫn đánh tới và cháy rừng đang hoành hành dữ dội. Mạc Tư Khoa cũng được cho là đang thành lập một căn cứ khác ở Abkhazia, một khu vực ly khai được quốc tế công nhận là một phần của Georgia, thậm chí còn cách xa Ukraine hơn. Phó đô đốc Oleksiy Nespapa, nhà lãnh đạo hải quân Ukraine nói với Reuters hồi đầu tháng này rằng Mạc Tư Khoa đang mất Sevastopol, đồng thời nói thêm, quân xâm lược đã di tản hầu như tất cả các tàu sẵn sàng chiến đấu khỏi căn cứ chính của hạm đội Hắc Hải ở thành phố Sevastopol. Tình báo Anh đánh giá rằng, Nga đã cố gắng bảo vệ các căn cứ của mình khỏi các cuộc tấn công bằng cách sử dụng xà lan, mồi nhử và hình bóng giả để đánh lừa hoặc gây khó dễ cho những người điều khiển máy bay điều khiển từ xa Ukraine. Bộ Quốc phòng Mạc Tư Khoa hồi đầu năm nay tuyên bố sẽ tăng cường bảo vệ xung quanh hạm đội của mình bằng súng máy cỡ nòng lớn để bắn vào các thuyền điều khiển từ xa của hải quân đang lao tới trước khi chúng tấn công các tàu Nga. Một nguồn tin thực thi pháp luật Ukraine nói với Newsweek vào tuần trước rằng Kyiv đã tấn công hạm đội Hắc Hải khi hạm đội này đang tiến hành tập trận ở phía tây Crimea, làm hư hại các cơ sở thuộc căn cứ bảo vệ bờ biển của Nga. Tuy nhiên, mặc dù hải quân Nga bị tổn thất đáng kể ở Hắc Hải, lực lượng hải quân tổng thể của nước này vẫn mạnh và hoạt động của hải quân Nga trên toàn thế giới đang ở đỉnh cao đáng kể. Tướng Christopher Cavoli, nhà lãnh đạo Bộ Tư lệnh Âu Châu của Mỹ nói với các nhà lập pháp Mỹ vào tháng 4. Ba Lan cảnh báo Âu Châu phải chuẩn bị cho sự thay đổi trong quan hệ với Mỹ, bất kể tổng thống tiếp theo là ai. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên, trong bài tường trình nhan đề, Poland wants Europe to prepare for change in US ties regardless of next president. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ngoại trưởng Ba Lan đã cảnh báo các đồng minh Âu Châu rằng họ cần chuẩn bị cho một sự thay đổi trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và bắt đầu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng bất kể ai được bầu làm Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Trong các bình luận được chia sẻ độc quyền với Politico, Radek Sikorski cho biết, ông tin rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn là đối tác chiến lược của Liên minh Âu Châu bất kể ai thắng trong cuộc đua Tổng thống Mỹ. Nhưng các nước Âu Châu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho việc phòng thủ tập thể của họ vì Washington sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ Á Châu.
Ông nói, công việc của chúng tôi là giải thích với các đối tác Mỹ rằng chừng nào chúng tôi còn cảm thấy mối đe dọa từ Nga thì chúng tôi sẽ không thể tham gia đầy đủ ở Á Châu, nơi các lực lượng Âu Châu có rất ít quân so với Hoa Kỳ. Những bình luận từ Sikorsky được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua Tổng thống, nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng giữa các đồng minh Âu Châu của Washington rằng Mỹ có thể hạ mức đáng kể đầu tư vào NATO, đặc biệt nếu cựu Tổng thống Donald Trump và người bạn tranh cử theo chủ nghĩa biệt lập của ông là J.D. Vance được bầu vào Tòa Bạch Ốc vào tháng 11. Trong khi Âu Châu lo lắng hơn về sự trở lại tiềm năng của ông Trump, các nhà ngoại giao từ một số nước Liên hiệp Âu Châu cho rằng việc xoay trục sang Á Châu là một xu hướng sâu sắc hơn trong chính sách đối ngoại của Mỹ và đã được thực hiện dưới thời các Tổng thống Đảng Dân Chủ cũng như Đảng Cộng Hòa. Ngoài những bình luận của ông với Politico, văn phòng của Sikorsky đã chuẩn bị một tài liệu dài 5 trang đánh giá về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương mà ông đã trình bày với các ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu khác trong cuộc họp ở Brussels hôm thứ Hai. Bài viết chi tiết kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu và quốc gia nhanh chóng điều chỉnh hành vi của họ để phù hợp với sự thay đổi sắp tới, nhưng cũng hợp tác chung để xóa tan những nhận thức tiêu cực về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã tồn tại, nổi bật nhất là từ phía Đảng Cộng Hòa. Trong số các vấn đề khác, các nhà lãnh đạo và quan chức Liên hiệp Âu Châu cần giải quyết những nhận thức, đúng hay sai, rằng Mỹ đang bị các đối tác thương mại của mình lợi dụng, bao gồm cả Liên minh Âu Châu. Trong khi Liên hiệp Âu Châu vẫn là đối tác thương mại toàn cầu hàng đầu của Hoa Kỳ, thâm hụt ngày càng tăng của Mỹ trong thương mại hàng hóa với Âu Châu đang góp phần vào câu chuyện này. Tờ báo nêu rõ, giới tinh hoa ở cả hai bờ Đại Tây Dương cần học hỏi cách nói chuyện với công chúng về lý do tại sao mối quan hệ Liên hiệp Âu Châu-Mỹ lại mang lại lợi ích chung cả về mặt kinh tế và chiến lược. Một trọng tâm khác là thông tin và tuyên truyền sai lệch của Nga đang gia tăng trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 và nhằm mục đích làm suy yếu sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến ở Ukraine. Nếu Mạc Tư Khoa có thể khuyến khích xu hướng biệt lập ở người Mỹ, thuyết phục họ rằng Hoa Kỳ không có lợi ích thực sự nào đáng kể đấu tranh ở Âu Châu và thúc đẩy họ phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, thì Điện Cẩm Linh có thể giành được không chỉ một cuộc xung đột quân sự ở Ukraine, mà là một cuộc chiến hỗn hợp trên khắp phương Tây. Chỉ ra những khác biệt trong nhận thức về Nga giữa những người Mỹ trẻ tuổi và lớn tuổi, Ngoại trưởng Ba Lan cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách điều chỉnh các lập luận của họ để phù hợp với đối tượng khán giả trẻ hơn, chưa quen với Nga và thiếu hiểu biết lịch sử về Liên Xô. Cuối cùng, bài báo của Ba Lan kêu gọi các tổ chức Liên hiệp Âu Châu và anten của họ ở Hoa Kỳ tăng cường truyền thông chiến lược nhắm vào các nhà hoạch định chính sách của Washington và đưa ra quan điểm rằng Mỹ được hưởng lợi từ liên minh với các nước Âu Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.